Quá chất kìa, một con khủng long bạ chúa. Mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Bán Phân Phân Phúc và Nông Cơ Duy Hải của em. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3 Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại: 0974 644 973. Hôm nay bên em đã dọn thành công một con Husqvarna 163. Con này sở hữu động cơ là 63cc, tất cả là zin nguyên bản. Đó, em có làm một cái video là lúc đầu là dọn máy dài 30 mấy phút cho đến khi dọn máy thành công, và bây giờ em làm một video rồi để rút gọn thời gian đấy để cho mọi người coi nhé. Đó, máy thì còn rất là đẹp, xuất sắc luôn. Đó, tất cả zin, không sơn móng, không làm gì cả, xúc mỗi bình xăng con chỉnh cho nó chuẩn là sạch. Lửa lủng sử dụng vít rất là chuẩn luôn, còn rất là chuẩn nên là em để nguyên luôn. Lam còn rất là dày, xích còn lam rồi còn nguyên latin, xích còn rất là dày luôn, 60%. Em mới dùng máy em rúa vào cái hàng xuống rồi, này làm rất là đẹp luôn, đầu là tỉnh luôn, nhìn là mê luôn. Đó, tất cả các đường nét chi nét em series của máy. Đó. Quá là xa đẹp luôn. Husqvarna 163. Mọi người mua hàng em tặng thêm cho mọi người cái bao lam đây để cho nó đẹp rai, lịch sự. Đó, nước màu còn nước sơn rất tốt. Hàng này thì bên em có duy nhất một cây. Các bác nào ưng túi tiền vừa, giá con này là hơn 4 triệu nha mọi người. Tất cả chi tiết giá cả nó nằm ở phần mô tả video. Em làm hết ở đấy, mọi người ấn vào coi giúp em. Hoặc coi những cái bình luận nhé. Em để ghi bình luận lại để mọi người coi cái bình luận đấy là sẽ ra giá. Giá để công khai luôn. Xuất sắc luôn, tiếng nổ thì mọi người biết rồi đó. Con này rất là mạnh luôn, con này là hàng của Thụy Điển, hàng bán điện. Phía trên là nắp xăng, dưới là nắp nhớt, công tắc là tắt, hất vô trong là mở, e gió đây, ấn vô. Đó. Khủng long bạo chúa luôn, quá mạnh một con máy. Ok, mình gặp lại ha. Lưu ý sử dụng con máy này như sau. Điều đầu tiên, khi quý khách hàng khởi động máy giống như các máy khác thông thường, nhưng cái vấn đề em muốn nói ở đây đó là khi mọi người khởi động mà giật hoài nó không nổ, thì điều đầu tiên mọi người nên hạn chế giật, tức là mọi người chỉ giật 5-10 cái thôi. Tức là nếu đã nó nổ là nó sẽ nổ ngay, mà cực kỳ nhảy nổ, đã nhảy rồi chỉ cần kéo hai tua nổ. Nhưng giật hoài các bước em chỉ mà làm không nổ, thì mọi người vui lòng tháo hai con ốc này ra. Bên này còn nữa, tháo ra mở buji ra, mọi người kiểm tra em xem buji nó đen hay là nó trắng. Nếu nó đen là bị dư nhớt. Đó, mọi người thay buji khác giùm em. Đen hầu như nó dẫn đến tình trạng rất là khó nổ, mọi người thay giùm em, thay buji khác. Và trường hợp buji trắng mà lại không nổ thì mọi người kiểm tra xem nó khô hay nó ướt. Nó ướt là nó bị ngộp xăng. Mà mọi người muốn xử lý cái vấn đề ngộp thì chỉ cho mọi người như sau. Tháo buji ra, tắt công tắc về phía này. Mở buji ra rồi đút ngón tay vào chỗ cái đầu buji, mọi người giật cho nó thoát hết xăng ra. Đến khi nào mà cảm giác cái đầu ngón tay nó không ướt nữa, nó khô, mọi người thổi sạch buji, ráp vào. Và khi ráp vào mở công tắc, bóp hết ga lên giật, giật cho nó thoát, gió nó vào thì nó thổi thoát hết xăng ra. Trong bổ hơi xi lanh là nó nổ, nó đổ được là xài ok luôn. Đó là cách. Chứ còn mọi người cứ đừng có cắm nổ không nổ, cứ giật hoài, càng giật hoài càng không nổ.
Đó, không nổ mà riêng có những con máy to như thế này là mình phải tháo buri ra kiểm tra giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người mua hàng xin liên hệ qua Thắng Bên Cái Xích qua số điện thoại 0974 644 973. Em xin kết thúc video đây mọi người nhé.